Con đường tưởng thần là thật hay chỉ là tưởng tượng? Theo truyền thuyết Trung Hoa, linh hồn đã khuất sẽ phải đi trên một con đường dẫn tới Hoàng Tuyền, nơi họ phải đối mặt với Diêm Vương để nghe phán xử về công và tội đã làm khi còn sống. Dựa trên phán quyết của Diêm Vương, hoặc họ sẽ lên thiên đường, hoặc họ sẽ đầu thai làm người hoặc động vật, hoặc kinh khủng nhất sẽ bị giam trong địa ngục 18 tầng và chịu hành hạ cho đến khi trả sau tội lỗi đã gây ra khi còn sống. Tuy nhiên, luật này cũng có ngoại lệ, có hai loại người không phải qua quá trình này. Loại thứ nhất là những người có đạo đức cao thượng, đạt tiêu chuẩn của thiên giới. Loại người này sau khi chết sẽ lập tức lên thiên đường. Loại thứ hai là những người đã phạm phải những tội ác khi còn sống. Loại này chết đi, lập tức bị đẩy xuống tầng địa ngục thứ 18. Núi Ngọa Ốc nằm ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, có một con đường vô cùng bí ẩn. Người ta đồn đại rằng nó chính là con đường sang thế giới bên kia, hay còn gọi là tực lộ. Người nào đã đặt chân lên đó thì không thể quay trở lại, cũng như số phận của những người ấy ra sao, không một ai hay biết. Núi Ngọa Ốc có cánh rừng rậm lớn nhất Trung Quốc, trải dài trên diện tích 587 km². Đây cũng là một công viên địa chất tự nhiên được bao phủ bởi những cánh rừng tươi tốt. Có nhiều loài động thực vật quý hiếm. Người ta từng đến đây để tìm thảo dược quý hiếm, nhưng nhiều người đã mất tích một cách bí ẩn. Dần dà, người ta sợ hãi tránh xa tuyến đường này. Chính quyền địa phương cũng trưng biển cấm du khách lai vãng. Tương truyền con đường này do một vị đạo sĩ tương lai Trương Đạo Lăng xây dựng nên. Ông đã vận dụng thuyết ngũ hành, bát quái, lập ra trận đồ nhằm ngăn chặn người thế tục xâm nhập. Vài người đồn đại khu này có quỷ. Người khác lại nói nhiều người trở nên mất phương hướng khi đột nhập vào đây do các thiết bị định hướng hiện đại trở nên rối loạn. Ví dụ, kim la bàn liên tục đảo hết từ trái sang phải, dụng cụ GPS thì không hoạt động. Sương mù bao phủ khu rừng này quanh năm, cây cối rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời và địa hình hiểm trở thách thức việc xác định phương hướng. Chính điều này đã cản trở việc khám phá và nghiên cứu. Một số người cho rằng những hiện tượng kỳ lạ trên gây ra do một luồng khí độc có hại cho cơ thể nếu hít phải. Tuy nhiên, tuyên bố này sớm bị các nhà khoa học bác bỏ khi phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực không thấy có độc. Những người khác nghi ngờ rằng từ trường hỗn loạn ở khu vực này đã gây ra ảo giác và nhầm lẫn. Các chuyên gia nghiên cứu địa lý phát hiện ra khu vực này nằm ở vĩ độ tương tự như tam giác quỷ Bermuda. Trùng hợp làm sao, nó cũng có hiện tượng mất tích bí ẩn như ở tam giác quỷ. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1970, con đường này vẫn tiếp tục là một trong những bí ẩn chưa ai có thể lý giải. Người dân địa phương tin chắc đây thực sự là con đường dẫn sang thế giới bên kia, hay còn gọi là tực lộ. Khoa học đặt ra khái niệm lỗ hổng thời gian nhằm giải thích cho những sự mất tích bí ẩn loại này. Lịch sử nhân loại từng ghi nhận nhiều vụ mất tích bí ẩn rồi xuất hiện trở lại một cách kỳ lạ, không phải chỉ của một người mà của cả một tập thể. Ví dụ, ngày 9 tháng 9 năm 1990, trạm kiểm soát sân bay Venezuela phát hiện một chiếc Dreadnought nhãn hiệu thông dụng thập niên 1930-1940 đột nhiên bay qua. Sau khi tìm hiểu và xác nhận, mọi người đều hoảng hốt vì đó là chiếc máy bay 914 Pan American Airways từ New York đến Florida, được cho là mất tích cùng 50 hành khách ngày 2 tháng 6 năm 1955. Điều kinh ngạc chính là những hành khách trên máy bay sau 35 năm trở lại trông họ vẫn y hệt như khi bị mất tích. Cảnh sát và các nhà khoa học Mỹ vô cùng sực sốt vì khi điều tra thẻ căn cước và cơ thể hành khách trên chuyến bay, thấy mọi chi tiết đều khớp 100%. Theo khoa học lý giải, có thể tồn tại nhiều chiều không gian khác nhau, con người bị lọt sang chiều không gian khác rồi quay trở lại nhờ lỗ hổng thời gian. Một nhà khoa học Nga cho rằng nếu vũ trụ được tạo ra bởi một vụ nổ lớn thì nó không thể chỉ nổ ra một chiều không gian. Theo nghiên cứu của ông, vụ nổ đó có thể tạo ra tới 24 chiều không gian. Có thể thấy, những gì khoa học nhận thức được tới bây giờ là vô cùng hữu hạn. Vũ trụ còn rất nhiều bí ẩn và khoa học chân chính không bao giờ đưa ra những định nghĩa tuyệt đối.